Xin chào các bạn, rất vui được gặp các bạn trong chương trình của môn học kế toán và báo cáo tài chính 1. Xin giới thiệu, tôi sẽ là người cùng các bạn trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu các nội dung cơ bản của học phần môn học kế toán và báo cáo tài chính 1. Bài đầu tiên tôi xin được giới thiệu đến các bạn đấy chính là kế toán tiền lương và các khoản tích theo lương. Để gọi là chào mừng các bạn thì tôi xin đọc cho các bạn một đoạn thơ. Anh thân yêu, người vĩ đại của em, anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối, một chút mặn giữa đại dương vời vợi, loài rong rêu ai biết đến bao giờ. Em chỉ là ngọn gió dưới chân qua, là hạt bụi vô tình rơi trên áo. Nhưng nếu sáng nay em không đong được gạo, thì buổi chiều chắc chắn anh không có cơm ăn. Các bạn có thể là biết được bài đoạn thơ này là thuộc là của ai không ạ? Thì tôi xin được giới thiệu cho các bạn, đấy chính là một phần trích của bài thơ Vui cho phái yếu của nhà thơ Xuân Quỳnh. Tôi đọc đoạn thơ này cho các bạn không phải để là thay mặt các bạn nữ khiêm nhường, nhũn nhường hay là để tâng bốc các chàng trai. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng là ngay từ ngày xưa, ngay cả những cái người mà lãng mạn và bay bổng nhất như các thi sĩ, người ta cũng đã nhận thức ra được một vấn đề rằng là có thực mới vực được đạo. Có nghĩa là con người ta có những cái nhu cầu cơ bản đấy là ăn, là mặc. Đấy, và vì vậy ngày xưa cái sức lao động trước tiên, ngày xưa và ngày hôm nay cái sức lao động trước tiên là để thỏa mãn các cái nhu cầu đấy. Và trước kia thì đó chính là thành quả của lao động, chính là tem phiếu, là gạo, là mắm muối. Nhưng thời nay thì người ta thường quy về giá trị vật chất bằng tiền hoặc hiện vật, nhưng mà có thể gọi đấy là lương. Vậy kế toán tiền lương là một cái vấn đề rất là quan trọng. Tôi muốn nói với các bạn rằng nếu mà có một cái chỉ số để đo cái niềm vui thì cái ngày mà lĩnh lương, tôi nghĩ rằng luôn luôn cái chỉ số ấy thế là tăng vọt. Vì vậy lương rất quan trọng và kế toán tiền lương là một cái sự cần thiết và rất là đóng vai trò rất là quan trọng. Vậy tôi sẽ giới thiệu cho các bạn trong bài học hôm nay các vấn đề về tiền lương và các khái niệm liên quan, hạch toán tiền lương và tiền thưởng. Đầu tiên chúng ta đi tìm hiểu khái niệm về lương, thì khái niệm về lương được trình bày, được hiểu khác nhau giữa các cái vùng miền, các quốc gia, thậm chí là các doanh nghiệp cũng có cái sự nhận định khác nhau. Nhưng mà xét một cách khía cạnh quan trọng nhất hoặc là cái cơ bản nhất, chúng ta có thể hiểu rằng lương là giá cả sức lao động được hình thành qua thỏa thuận mà thông thường là được thể hiện trên cái hợp đồng lao động. Vì vậy, cái tiền lương nó sẽ có cái tính chất là ổn định qua thời gian hoặc là ở ổn định trong một cái thời gian nhất định. Như Bộ luật Lao động mới hiện nay đã quy định rằng là cái tiền lương trả cho người lao động phải có cái ổn định trong những cái khoảng thời gian nhất định, và nếu như có cái sự thay đổi thì người sử dụng lao động phải thông báo trước cho người lao động trước 10 ngày. Thì đấy chính là cái khái niệm về tiền lương. Còn các cái hình thức theo tiền lương trong Bộ luật Lao động mới thì cũng đã quy định rằng là người lao động có thể được nhận lương bằng hình thức sản phẩm hoặc thời gian hoặc là hình thức khoán gọn. Nhưng ở đây tôi nghĩ rằng có thể gói gọn lại ở trong hai hình thức tiền lương, đó chính là hình thức tiền lương sản phẩm và hình thức tiền lương thời gian. Thực ra khoán cũng là một hình thức gọn và một hình thức của cái việc là trả tiền lương theo sản phẩm. Vậy hình thức tiền lương theo thời gian là như thế nào? Có nghĩa là người sử dụng lao động sẽ trả công cho người lao động, trả lương cho người lao động bằng cái tiền tính trên cái đơn vị thời gian, và cái lương của lương thời gian sẽ được tính bằng cái số ngày làm việc thực tế nhân cho đơn giá tiền tiền lương theo thời gian. Và tương tự như vậy thì hình thức lương theo sản phẩm có những là người sử dụng lao động sẽ căn cứ vào cái sản phẩm hoàn thành, cái mức độ, cái độ hoàn thiện của sản phẩm để trả lương, và cái tiền lương tính theo sản phẩm sẽ bằng số sản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu, đạt về năng lượng, về chất lượng, về kích thước, về mẫu mã vân vân, nhân cho cái đơn giá tiền lương sản phẩm. Như vậy đối với một người lao động thì họ sẽ phải quan tâm gì trong quá trình mà tìm hiểu về tiền lương của mình? Thì thực tế người lao động thường quan tâm đến việc là sau quá trình lao động, sau một khoảng thời gian lao động hoặc là sau cái việc hoàn thành một công việc, họ nhận được những gì. Thì cái việc mà họ sẽ quan tâm đó chính là cái tiền họ thực nhận. Còn ở đây chúng ta cần lưu ý một chút ở chỗ là cái tiền lương và cái tiền lương mà trên hợp đồng và
cái tiền lương thực nhận, có thể là cái tiền thực nhận nó sẽ nhỏ hơn một chút, bởi vì sau khi mà dựa trên cái tiền lương ở trên hợp đồng thì người lao động cũng phải đóng một cái khoản, đóng những cái khoản trích theo lương giống như là tiền bảo hiểm rồi tiền thuế vân vân. Chính vì vậy mà hiện nay thì như các cầu thủ bóng đá ấy, hoặc là một số cái người lao động họ có cái hình thức đấy là họ nhận lương theo lương thực, tức là họ không quan tâm được là tôi sẽ phải đóng những cái khoản nghĩa vụ như thế nào, tôi sẽ phải thực hiện các cái quy định pháp luật ra làm sao, hoặc là tôi sẽ đảm bảo quyền lợi của mình như thế nào, nhưng tôi quan tâm đến được cái tiền mà tôi thực nhận từ lương nét mà tôi sẽ nhận. Và cái người mà sử dụng lao động, người thuê tôi, họ sẽ phải có trách nhiệm hoàn thiện những cái khoản nghĩa vụ đấy, thì như vậy cái tiền lương của họ thực ra lại lớn hơn cái tiền lương mà họ thực nhận. Vậy thì có một cái điều mà chúng ta cần quan tâm đấy chính là người lao động mong muốn nhận lương, và hầu như chúng ta có thể dễ hiểu khi mà người lao động muốn được nhiều tiền lương hơn, muốn được cái công sức lao động của mình được trả giá xứng đáng và thậm chí là trả giá cao. Vậy thì ai sẽ là người trả lương? Đó chính là người sử dụng lao động. Ở các cái doanh nghiệp thì chính doanh nghiệp là người trả tiền lương. Vậy cả hai bên đều có những cái mối quan tâm nhất định. Người sử dụng lao động họ quan tâm đến cái việc là cái tiền lương họ trả trước tiên là họ sẽ đảm bảo được những cái quy định nhà nước bắt buộc. Thứ hai nữa là họ sẽ sử dụng tiền lương ấy một cách hợp lý, thu hút được những cái lao động có tay nghề cao, lao động tốt, nhưng mà đồng thời lại mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Như vậy cái sự sử dụng tiền lương nó cần phải có cái sự cân đối giữa hai bên. Và đứng trên góc độ của một doanh nghiệp thì tiền lương là một khoản chi phí, vì vậy mà sử dụng chi phí lương cũng là một nghệ thuật. Và như tôi đã nói ở phía trên, người lao động và người sử dụng lao động sẽ gặp nhau ở một cái mức chung, và mức chung ấy được thể hiện bằng một cái sự thỏa thuận nào đấy, thể hiện trên hợp đồng lao động hoặc là trên một cái cam kết ràng buộc